rất tiếc này. Được rồi. Em like máy em gì? Không, like cả hai máy luôn. Đấy, này máy này lên nhanh, anh ấy lên nhanh rồi nha. Máy anh lên, yếu thật, công nhận cái máy lên yếu thật. Xe cả rồi nha. Đó, em tổ đang sân bay xuống đây rồi cả nhà, đang đi tham quan du lịch đất Lào. Người anh em láng giềng của Việt Nam. Lúc xuống sân bay em thấy hai ba bé rất là xinh luôn. Và đang cầm bó hoa chờ ai mình tính tới hỏi thăm tí một chút. Nói chung anh nhìn nhớ gái Lào nó cực dễ. Để gọi là nói về tình dục với lại nói về tình yêu là gái Lào là dễ nhất trong khu vực Đông Á vậy. Còn anh biết là biết thế mình ghé ba con đường Sinh Lâm. Trời ơi. Con xa. Con nổi tiếng TikTok. Em phát ra ngủ luôn. Gái Lào cực kỳ dễ về tình dục. Nói chung là nó chủ động còn hơn mình mà. Nó tán gọi là ưng là nó chấp được liền riêng gái Lào chưa đâu dễ như gái Lào đó anh em ấy. Nói về tình dục là luôn thấy là luôn đi khắp và gái Lào tình dục của gái Lào dễ nhất cũng như gái nào dễ chơi cùng gái Lào rồi đâu Nick đi lên vừa lại vẫn lên được chín mấy này đâu mà cả Nick đi chia sẻ mà cả nữ mà vẫn bên anh vẫn yếu thật. Nick anh bị chậm tương tác một năm trời mà năm nay mà anh đăng hình bây giờ cũng nổi được một like nữa, 1k nữa. Chưa 800k của Huyền này đang được chú hướng này. Anh ấy quyền bây giờ mà cứ đăng là cứ toàn 4 năm có cái 7.500 lượt like mà. Rồi lên vậy như kiểu mà bị quần nào ảo bằng móng phải. Mà lên chú hướng này. Nick của Huyền có nghĩa lên như lên chú hướng như bị chặn top. Anh bị chặn mấy lần rồi. Còn like kim của Huyền là khi nào like xong mà để ngày 2 ngày lên 30-40 nghìn. Lên mạnh hơn cả Nick em luôn mà. Mà lượng theo dõi Huyền là ít hơn em. Còn anh vô coi ảnh của Huyền nhá, ba cái ảnh nào Huyền đăng là hầu hết là 6-7 nghìn. Còn nào cái nào yếu nhất 1.000-9.000. Làm phần bếp đi em. Biết làm gì mình kiếm tiền làm gì đâu. Không phải biết cái đâu mà phần bếp nó mạnh. Nó bếp mạnh hơn hả? Ừ. Em đang ở Bắc Tinh không? Em làm phần bếp. Thôi bấy tấm lượng đấy. Em làm phần bếp. Muốn đi coi lốt cầu quá. Em làm đang tên. Sau này kiếm được tiền nữa đúng không? Phải kiếm, anh cũng phải chú ý tiền mà. Nó là nó tương tác mạnh hơn Facebook. Đúng rồi. Thực tế thì em thấy quần cứ lấy cái phần bếp của em anh đăng video em mà thấy mấy trăm nghìn lượt xem mới lại mấy chục nghìn lượt like. Gọi là mình dùng như kiểu vào Facebook luôn đúng không? Giống như Facebook cũng vô cái ứng dụng như Facebook luôn à? Nếu vậy để em lập cái. Tí nữa chỉ đâu. Mà Facebook là nó chỉ giới hạn trong kiểu là một cái này thôi. Rộng lên phân với đâu. Để em làm cái chứ em thấy quân đăng video của em mà em thấy mẹ hai có cái mẹ 600 nghìn lượt xem. Mấy quái mà nó phê lên xuống rồi mấy triệu xem đấy. Cái Facebook của em mà Facebook của em là gọi là cao nhất là được 650 nghìn lượt xem là gớm lắm rồi đúng không? Facebook của em được. Có những cái ảnh có video mà lại 18 nghìn. Ở nhà nhá. Như nữa để. Facebook của em đúng không? Đúng rồi, nó cũng bao nhiêu Facebook đúng không? Nó vẫn nhắn tin gọi điện bình thường không? Đi đấy mà. Của Huyền lên vẫn lên 200 mấy này. Của em ấy lên nhiều nữa. Anh em chia sẻ rực rỡ con mẹ đây. Đang đưa anh Nam đi chơi gốn Lào. Ngáo ở bên gốn Việt Nam ở gốn Lào. Anh em ai ở Lào bên chân này đi chơi gấy với anh em nhà mình nhá. Hôm nay là cho anh Nam là ăn món là sôn Lào. Sôn Lào. Con trồn đấy. Em giọng ở quê nhà em không nói được từ trồn trồn à, không nói được. Em con gì anh nói con gì ấy? Trồn đấy. Em gọi là con sôn. Con sôn Lào. Anh em đi ăn sôn Lào với anh em nhà mình nhá. Mình có con sôn Việt đấy rồi nhá. Đấy con sôn Việt của mình đấy rồi. Còn đưa hội anh Nam với lại ca sĩ A Tổ, hai ca sĩ là đi ăn sôn Lào. Trồn nấu giả cây. Trồn Lào nấu giả cây. Gọi là gái Lào nó hơi kém hơn gái Việt là tí đi anh này. Làm tình là vẫn kém. Đấy. Độ là tí nữa em chơi là em phải nói nó. Nếu nó bay ra mới làm tình nhau, anh Nam nói không? Mà nhà anh không biết tiếng thì em mà phiên dịch cho cũng chờ hề. Tí nữa chẳng lẽ cứ ngủ với con nào mà em đi phiên dịch là em ơi làm tình với lại em mời hôn chỗ đi chỗ kia cho anh ấy cấy à? Không được là sao rồi? Vậy, đấm ầm ầm. Lúc đấy nói bằng hành động thôi. Đúng không? Hành động cũng từ đấy thôi. Hành động nó nói lên tất cả mà. Nên là anh mày những cái mà hắn nói là đánh bản quyền mà bài hát như của bạn đánh bản quyền là như thế nào ấy? Là khu vực quốc gia của bạn là như thế nào? Ok, Nguyễn Thắng nha. Anh Nam.
Ví dụ mình đang nghe thì bạn ấy nói là bài hát của bạn bị đánh bản quyền là sao? Cái nối châm này. Có những cái nối châm này. Kể em một tí, kể em một tí. Có những cái kênh bên bọn làm ấy đó, truyền thống là nó cầm ấy là tiếng cho pháp lên đấy. Anh em chia sẻ khoảng 10 phút nữa luôn cho anh em xem một cái rất là đẹp ở Lào. Chia sẻ đây, mọi người đừng có thoát ra nhá. Chờ đi khoảng 10 phút nữa luôn sẽ đến nơi cho anh em xem cái Lào. Đây, anh có khôi gái Việt không anh? Ôi, thằng kia ghê. Nhìn này, ghê. Cho anh em coi gái Lào nhá. Có qua gái Việt ngon không anh? Bên cạnh quán anh em nhà mình mà. Dù mình chia tay nhưng chết cha em mẹ cứ toàn mẹ gần đến dịp mẹ có chưa sự kiện là toàn bị khẳng khổ rồi mẹ vô lý với mẹ nhau lần nào cũng vậy em nói nhiều à, mấy ngày thì toàn nói nhiều với chỉ đạo ấy nói quá nhiều toàn bị mấy ngày nó hỏng lòng nhà anh thường thường mà bị hơi cản đến điểm không cái gì tí về lấy thuốc khả nhậu bay quá thì mình nhớ thuốc nóng đúng rồi mai mà tối uống nó liên tục trong đấy mấy nước muối này nước mật ong không mật ong ở đấy đang ở ông tí này anh em chia sẻ đi khoảng 17 phút nữa là ta đến nơi nhá đây sao giờ nữa 7 phút nữa anh em ta đến nơi nhá. Trông là A Tổ cũng phê rồi, A Tổ bị anh em dô nhiều, mặt đỏ lét ngồi sau này anh em ạ, ông nói thì mặt đỏ lét luôn, A Tổ mặt đỏ lét luôn rồi. Là mấy lon bia rồi. Mấy lon cả rồi. A Tổ mặt đỏ lét rồi. Ở bên này năm nay gọi là tóc tóc không được bọn nhé. Bên này tóc tóc không lại. Bên này người ta không cho dùng tóc tóc. Không, nhưng anh dùng là em lại anh lấy cái sim điện anh bỏ vô được. Bên này có to nhiều lắm nhưng mà họ không like được họ với họ không xem được like thôi họ không to nhưng mà Lào cấm like cấm bất bất bán hàng luôn hàng không có Campuchia cũng vậy không to không cho bán hàng luôn Bắc Nam sang Timo Nam vừa sáng vừa xuống sân bay xong rồi nhá sao anh em đón đi em bảo đi lượn lờ đây. Hiện tại là khách đến sinh nhật ở các vùng mới ở các nước anh em về là cũng được mới được có khoảng 40 anh em thôi. Ngày mai thì luôn nói thật mọi người cũng chung chưa mời đâu anh chị mà cũng mời chúng tôi lên mạng ấy. Qua các cái chợ tút thì anh em tự ghé về với anh em trong nhà cả. Thì chẳng phải là tổ chức cái chi hay là to lát đâu mọi người ạ. Thì cũng khoảng hơn 100 người đó. Khoảng 100 luôn án là khoảng 100. Nhưng mà luôn dự phòng thêm 50 người nữa là 70 người là 170 vì đang luôn mời là toàn ví dụ như mời các anh các chị này các anh đi theo thì dắt theo vợ chẳng hạn này hay một anh lại đi theo dắt thêm thằng đàn em này hay hai thằng đàn em này đúng không nên là thành ra là những cái sự kiện luôn rất khó để lường để biết là mình bao nhiêu ví dụ như ở nhà ấy thì là luôn làm thường làm các sự kiện là luôn để dư thêm 10-15 năm sau thiếu là luôn bù hồn chứ nhưng bây giờ ta làm ở ba khẩu đi con nào ơi khẩu tao luôn con là luôn khẩu tá luồng còn đâu chưa? Có gì khẩu có đau vô là. Ồ, chọn chú Hán ở Hương đấy. Chọn chú Lọc đấy chiếu. Là luôn là khó rất khó dự tính. Nên là bây giờ luôn phòng này chắc ăn lỡ thiếu ở ngại anh em. Thì anh em luôn dự tính anh em có khoảng 100 đến 120 người thôi. Nhưng mà luôn đã lấy bàn và lấy ghế và mọi thứ là luôn ước lượng là thêm là đủ 170 người rồi chắc. Vừa đấy có một nhóm anh em vì luôn mà anh em bảo là bữa kia là anh bảo nghĩ là đội anh em đi là có hai người hoặc 5 người thôi nhưng bây giờ bảo là nhà anh đi là đội nhà anh là tổng 40 người mới thêm hộ hội trên quán trên kia là 40 người anh Tình ạ à? Phát sinh đến 40 người nữa không biết đường nào lần nhưng mà anh em càng đến đông cứ yêu quý luôn đến là được cứ yêu quý ta đến cho vui thì mọi sự ở bên kia thì luôn đã dự tính cả rồi đây luôn tính là dự tính là anh em là khoảng hơn 100 đến 120 người. Nhưng bây giờ là mới đây có người báo thêm 40 người nữa vì anh em quý thì anh em đến thôi vì anh mấy khi luôn làm sinh nhật hay là kiện anh em mình thì anh em họ cũng thích đến để giao lưu mà nó thật mọi người vậy nên là
vừa đây là có đội bên của bên ba của Edom với mấy anh em trên anh chị nhà mình, anh em nhà mình là báo thêm xuống là đội anh em là thêm 40 người nữa, là anh em ở trên cái ba chúng gần đang luôn làm tổ chức ở ba đó, nhưng mà do ba đó là nó xa với nó không đủ điều kiện đấy, cho đây cái này nên là luôn đổi sang làm ba khác của anh em người Lào này, là luôn nên là luôn có mời anh em trên đội trên ba trên kia xuống luôn cho vui, vì đâu cũng là anh em cả, chơi thân luôn như anh em cả. Thì là anh em vừa về luôn nghĩ là khoảng 10 người đủ lại thôi, mà anh em vừa báo là ai với Trinh Nhật chú Luân là anh em phải đi cả, thế là anh em vừa báo là tổng thêm 40 người nữa, thì mọi người đây luôn là để phò đỡ cho kịp, gặp mọi người không bao giờ mà sẽ xử với làm kịp đúng không, nhưng gặp Luân thì những cái chuyện này Luân quen rồi, quá bình thường đây. Luân đã dự tính hết rồi, Luân áng anh em 100, 120 nhưng khi nào Luân phải thừa bàn 150 đến 200, nên là anh em yên tâm không bao giờ thiếu chỗ anh em. Bật chưa? Bên này không có kiểu như kiểu ngồi con nước cho mình hả, đúng không? Hả? Bên này không có kiểu ngồi con nước. Không, bên không có. Rồi bên này là anh em Luân là mọi thứ là Luân đều dự tính và dự trù hết rồi. Đấy. Chỉ gặp người khác mà nói, bây giờ tổ chức nghĩ mời anh em đến là khoảng 100 người. Mà phát sinh thêm 100 nữa làm sao anh em xây sở kịp, đúng không? Nhưng Nguyễn Luân là 100. Là Nguyễn Luân như mọi lần sự kiện vậy thôi, làm 100 mâm là 1.000 người, luôn 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 chưa là 10 đến 20 mâm là thêm 150 người nữa là nó phát sinh, nên là Luân biết rồi nên là Luân đề phòng trước mọi người, mà may mà anh em báo trước, anh em mà không báo trước là cũng dễ chứ, vì đang Luân áng là khoảng 120 đến 130 anh em đổ lại này, và dự tính là anh em, ví dụ có anh em nào đưa đệ tử đi theo này, hay anh em mang theo vài con bồ ấy, chẳng hạn đi, người yêu chẳng hạn, là phát sinh thêm khoảng vài ba chục người đi. Nhưng mà giờ lại phát sinh thêm là Luân tính là mới có tí thôi là phát sinh thêm mà 60 mấy người này, một tốp là thêm 40 người, còn các tốp khác là thêm 20 người, nên là ngày mai cũng biết là bao nhiêu người nữa đây, Luân chẳng biết sao. Nên là nhưng mà nói với tôi, còn anh em đừng ngại, nữa là đông không đến đây là không mời không đến nữa, kể cả không mời anh em vẫn ghé tới vô tư bình thường, mọi cái đều vui vẻ và đầy đủ hết cho anh em, không thiếu sót chi luôn. Đây là cái tháp luồng nổi tiếng, cái chùa nổi tiếng nhất ở Lào anh này, to nhất anh lên các cái ảnh hay là cái thẻ điện thoại anh đều thấy là cái này, vợ cầm trong rồi, cầm máy quay đâu rồi, đi dạo dạo ở đây tí cho anh đang vô dạo mình chơi đi. Bình thường đấy anh này, anh vào lên cách đây 15 ngày á, là đấy có một cái buôn là người ở đấy đông như thế này, buôn bán na của cái đặt tiếp với những cái loại tổ chức này là ít nhất có mấy chục nghìn người đấy, cả chi hát đúng không, như chơi đá rồi cả chi hát này là họ phun nước trong này bài buôn có giác tay đấy, đây là hàng không được đi băng là em đi chứ không phải là mới đâu, cục lao không bắn đây có chứ, làm gì thì anh em đi vô trong đi dạo trong đi vòng đây, vô ai chụp mấy đứa gái đó, chụp ảnh thì vô mà chụp ảnh thôi. Tôi đen đi vô, cứ đi thôi, vô đây đạt tới đây anh Tinh ơi, nắm cái thằng Đạt cái đi theo bác Tinh đi. Đạt. Anh Nam câu lấy vợ à? Đúng rồi, cái câu
Thế em xin chi cũng được anh ạ. Chùa đầu này. Buổi tối ai ở đó mà anh lại. Không, vô đây là rác đấy. Vô đây không được chạy. Đi theo mẹ đi. Hả? À, trời ơi, đi nhanh quá mà tối mà hết người xem luôn. Tắt nha. Hết người xem thì cũng 126, còn 126 thôi. Bắt wifi của anh Luân đi. Bắt wifi. Nắm tay Đạt đi theo bác Tình này. Ôi trời. Mày cầm cái hồi mày liếc luôn. Thôi. Ô xin. Thôi ô xin, ô xin. Bố mày đi chứ mà đi nhanh nữa trời. Khi mày đi nhanh cướp à. Trời. Đặt cầm máy chạy theo bố ra thôi. Mệt mỏi. Mẹ cầm cho em đi. Cầm cái gì? Đi nhanh quá. Em đi theo mà liệt rồi. Hay là tắt cá đi hồi lại lại mệt quá. Tụt lên tụt xuống. Nói anh em cái tờ để dẫn anh em lên đây. Coi tháp tháp trên này, cái tháp trên này cũng rất đẹp. Đẹp lắm. Lại mệt mỏi. Ngủ dậy là có người chở em với anh Nam lên đây mà quay trước đi. Mai em sẽ đi quay vlog. Anh bay ra mai buổi sáng ngủ dậy mà đi cùng anh Nam bay ngủ anh Nam ấy nên dần luôn là đi xem cả thế này mà chụp ảnh luôn. Chụp cái này. Tối đẹp không? Bay đàn bà chụp toa chưa? Chụp ở nhà thì Dương vô đi này. Tối lắm. Không có đèn phả mặt tối đẹp gì. Đấy, dẫn ca chị Vương của Nam và Tổ anh em đi. Mai sớm mai dậy mà đi. Đó, sớm mai bắt. Nhà em này không dậy mà nhà anh dậy mà chụp. 8:30 về ấy, 8:30 dậy đi lên đây là chơi là vừa. Buổi trưa về phải đi ăn cơm với anh em ở chiều để mà lên thử loa thử đồ chứ. Mới đi công việc chứ. Giỏi lắm là 2 giờ phải tập trung ở nhà ta rồi. Nên nhà anh dậy buổi sáng 8 giờ dậy đi là vừa đẹp. Đi từ nhà đây có 5 phút. Có đoạn. 5 phút thì tùy nhà anh ấy. Ý nhà anh đi nhà anh muốn cho thoải mái vì nhà anh chụp ảnh với phim nó lâu rồi. Quay đâu? Quay ở ưng quay hay chí đây. Đến là đến cái trưa cái đền mà em bảo Thiên Thiên đấy. Ờ Trình Thiên ờ. Đó mai đến rồi, anh chỉ là đến đấy thôi. Ờ. Mai có người đấy. Ừ. Ok. Đi. Ừ. Vậy ta đi à, vợ cầm đây. Bố đạp con đái rồi. Mai là lên mà chụp. Còn nếu muốn chụp buổi đấy đẹp buổi đêm mà buổi ngày nhá. Ở buổi đêm nhá là phải từ 9 giờ đổ lại là bóng đèn này họ bật hết này.
đó là nhà anh ở đấy đâu mà. Buổi tối là tôi mất là xong việc đấy, là em dẫn lên đây là chụp là buổi tối mất là tầm 8-9 giờ lại họ bọc hết bóng đèn mà cửa này bắt đầu mở này. Chụp buổi đêm này các đèn này họ mở hết rồi, các chùa này họ mở hết này. Bật đèn hết cho mình này. Còn chưa là khuya đỏ tắt. Đi vào đi lên là nụ qua nụ đóng cửa. Thôi tắt đi. Đi Đạt. Chị đâu Đạt đây, đi lại đây bộ. Ông ơi dẫn em ra đây đã rồi. Đạt đâu? Đạt đâu? Đi đâu đây? Đạt đi ai? Bố thầy con đâu thầy? Em biết anh A Tô không? A Tô. Bố Đạt đâu? A Tô, bố bên A Tô. Đọc sai tên hết. Bạn mày đâu được anh ơi. Em phải đi tao mày. Thế này à, trưa mai ta lên đây là khoảng hơn 100 người ta đứng đây chụp ảnh mà. Chuẩn luôn. Bây giờ hơn 100 người mà mai anh em tập trung cả là lên đây chụp kỷ niệm luôn mà. Hả? Ừ men đó. Ui giời ơi. Bao mai ta lên đây. Ta tập trung cả hơn 100 người ta chụp được rất nhanh, chụp đấy 40 người chụp đấy đẹp đẹp. Mai biết biểu diễn bộ nào đây? Nhân vật chính biết biểu diễn bộ nào đây để đi chụp ảnh? Ngay là phải thấy bộ còn thường không thấy đâu chứ mà. Không, ngày phải biểu diễn mấy bộ chứ. Đạt, Đạt đâu? Bye bye cả nhà.